Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Cagliari và câu lạc bộ Torino. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 22 giải vô địch quốc gia Italia và sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ 45 rạng sáng ngày 27 tháng 1 theo giờ Việt Nam, và theo đánh giá thì câu lạc bộ Torino sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Cagliari với mức kèo là 0,25, mức kèo cũng có thể hạ xuống còn là kèo đồng và tăng 0,5, mức tài xỉu là hai trái 2,25 và 1,75 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. 5 lần gặp nhau gần nhất của Cagliari và Torino, Cagliari thắng 2, hòa 2 và thua 1 trước Torino. 5 trận thi đấu gần nhất của Cagliari thì Cagliari thắng 1, hòa 2 và thua 2. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Torino thì Torino thắng 2, hòa 1 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Cagliari được chấp 0,25 hoặc là 0,5 nha. Vì sao? Mặc dù trận này gặp lại Torino thì Cagliari một lần nữa bị đánh giá cửa dưới, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Torino thì mình thấy là Cagliari họ cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu đâu. Thứ hai nữa thì Cagliari có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì nếu như trận này hai đội có một tỷ số hòa thì chúng ta chọn Cagliari được chấp, chúng ta cũng vẫn thắng kèo. Và trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước được nhiều điều, khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Những lần tiếp đón Torino trên sân nhà thì mình thấy đa phần Cagliari đều có điểm, và ở lượt trận này tiếp tục được đá trên sân nhà và lực lượng cũng khá là đầy đủ thì biết đâu một lần nữa Cagliari họ sẽ đá bại được Torino thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Cagliari lựa mức kèo được chấp ở trận này, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là hai trái 2,25 và 1,75. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội á, đa phần mình thấy nó có từ 2 hoặc 3 bàn trở lên. Với lại là thời gian gần đây thì cái hiệu suất ghi bàn của hai đội nó cũng còn đang khá là ổn định. Mình nghĩ cuộc đối đầu này tiếp tục sẽ là cuộc đối đầu nhiều bàn thắng được ghi, có thể là 2-1 nghiêng về cho Cagliari hoặc là hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa 2 đều hoặc 1 đều. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên đá nhẹ tài 2 nhé. Xem đá tầm 5 đến 10 phút, nếu như chưa có bàn thắng kèo tài hạ dưới 2 thì các bạn hãy nên vào tài theo ý muốn của các bạn một lần nữa nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là 0,75. Do đó hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và lực lượng ổn định thì Cagliari cũng sẽ không thua trước Torino hiệp 1 đâu. Thậm chí hiệp 1 Cagliari mới là đội sẽ có bàn thắng dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Cagliari kèo đồng nha và đã tài 0,75. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Cagliari và tài. Ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.